Chậu chậu thì để sau ạ. Đấy nhá. Hôm nay mình xuất cả chậu lẫn lan này các bạn này. Sắp đầy một xe rồi. Một xe thì mình ghép về Thanh Hóa, một xe thì ghép sang Hà Nội. Nhà mình vẫn còn rất là nhiều lan và các cái phụ kiện về lan ấy, từ que cắm này, chậu và kẹp, vải tre, rất là nhiều. Anh em có nhu cầu mua lan về cắm hoặc là các bạn mua các cái chậu lan để làm quà tặng quà biếu thì các bạn có thể liên hệ với Trung Kiên nhé. Chậu thì có hai dòng, chậu của Trung Quốc và chậu của Việt Nam của Bát Tràng. Đây để góc này. Đây cái thằng này để góc này, còn thằng này để trên. Anh bảo chuyển cái thằng thùng nan sang bên này này, xong là để chậu kẹp vào cho em chèn chặt vào được. Chú lấy cái que đi, lấy cho em cái Que que là được. Vâng, que chặt chặt ngang là được. xốp 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 kia kìa. Các bạn có nhu cầu về các dòng cây như là các bạn có nhu cầu về lan hồ điệp hoặc là các cái phụ kiện để cắm lan hồ điệp thì có thể liên hệ với Trung Kiên nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.